ông Trump được tòa án tối cao Mỹ miễn trừ truy tố đối với các hành động công vụ của tổng thống, tỏ ra thất vọng với trước sau phiên tranh luận với ông Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc tòa án tối cao ra phán quyết về quyền miễn trừ truy tố của cựu tổng thống Donald Trump sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Nga tuyên bố đòn tấn công bằng tên lửa của nước này đã phá hủy nằm tiêm kích Su-27 của Ukraine và gây thiệt hại cho hai chiếc khác. Kyiv xác nhận đang sử dụng cả tù nhân để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến trong bối cảnh Nga tiếp tục củng cố lực, lực lượng ở miền đông Ukraine. Một chỉ huy quân sự hàng đầu Estonia tuyên bố nước này có thể chống lại một cuộc tấn công của Nga trong hai tuần trước khi có sự hỗ trợ từ NATO. Lực lượng thi tuyên bố nhắm mục tiêu vào bốn tàu ở các vùng biển, trong đó có phương tiện của Mỹ, Anh và Israel. Ukraine thông báo đã ngăn chặn thành công một kế hoạch nhằm gây bất ổn trong nước và chiếm cơ quan lập pháp. Nga coi công thức hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra không phải là khởi đầu cho bất cứ cuộc đàm phán nào mà Moscow thậm chí không hề thảo luận về công thức đó. Quan chức Mỹ tuyên bố Ukraine nên được cho phép tấn công các mục tiêu quân sự hợp lệ trong lãnh thổ của Nga. Ukraine có thể vỡ nợ vào tháng tới nếu không đàm phán được thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ. Đội ngũ cố vấn đã liên tục tập dượt cho ông Biden nhiều ngày trước cuộc tranh luận với ông Trump. Nhưng điều này có thể đã khiến cho Tổng thống 81 tuổi quá tải và vấp váp. Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin thế giới nổi bật hôm nay. Bản tin sẽ liên tục cập nhật những tin tức thời sự mới nhất và phân tích các sự kiện nóng trong ngày. Vâng, vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. <laughs> Ông Trump nhận tin vui từ tòa án, lên tiếng về phiên tranh luận với ông Biden. Ông Trump được tòa án tối cao Mỹ miễn trừ truy tố đối với các hành động công vụ của Tổng thống, tỏ ra thất vọng đôi chút sau phiên tranh luận với ông Biden. Theo Reuters, trong ngày 1 tháng 7, tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống. Kết luận rằng ông Donald Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố với các hoạt động công vụ của Tổng thống. Tuy vậy, các hành động dưới tư cách cá nhân sẽ không được miễn trừ. Theo cơ cấu tam quyền phân lập do hiến pháp quy định, cựu tổng thống Mỹ phải được hưởng quyền truy tố với các hành động công vụ trong nhiệm kỳ. Tất nhiên, tổng thống không đứng trên pháp luật và sẽ không được hưởng quyền miễn trừ với các hành vi phi công vụ. Ông John Robert tranh án tòa án tối cao cho biết, cũng theo tranh án Robert Vụ án của ông Trump sẽ được gửi tới các tòa án cấp dưới để đánh giá liệu hành động của cựu tổng thống trong vụ việc là công vụ hay phi công vụ. Truyền thông Mỹ nhận định phán quyết này sẽ khiến vụ kiện liên quan tới cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của ông Trump bị trì hoãn lâu hơn. Nhưng đây là một động thái có lợi với ông Trump bởi nếu thắng cử vào tháng 11, ông có thể yêu cầu bộ trưởng tư pháp hủy bỏ các cáo buộc liên bang. Ông Trump sau đó đã lên tiếng ca ngợi phán quyết của tòa án tối cao. Mô tả đây là chiến thắng lớn cho hiến pháp và nền dân chủ Mỹ. Ngoài bình luận về phán quyết nêu trên, ông Trump cũng lên tiếng về phiên tranh luận mới đây với tổng thống Biden. Tôi có đôi chút thất vọng, mọi người chỉ tập trung vào màn thể hiện kém cỏi của ông Biden chứ không để ý đến việc tôi đã trình bày tốt ra sao. Nhưng điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng vẫn rõ ràng. Ông Trump nói, ở chung ngược lại, tổng thống Biden đã lên tiếng chỉ trích phán quyết về quyền miễn trừ truy tố của ông Trump. Phán quyết này sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm về quyền lực của tổng thống Mỹ, mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật. Ông Biden nhấn mạnh Ông Biden phản ứng gay gắt sau phán quyết có lợi cho ông Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc tòa án tối cao ra phán quyết về quyền miễn trừ truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1 tháng 7 bình luận sau khi tòa án tối cao ra quyết định liên quan đến quyền miễn trừ truy tố của ông Trump. Nước Mỹ ra đời trên nguyên tắc không có vua, mỗi người trong chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, không ai được đứng trên pháp luật kể cả tổng thống, nhưng điều này về cơ bản đã thay đổi. Ông cho rằng phán quyết của tòa án có nghĩa là hiện nay hầu như không có giới hạn nào đối với những gì một tổng thống có thể làm. Đó là tiền lệ nguy hiểm vì quyền lực sẽ không còn bị pháp luật ràng buộc nữa. Chủ nhân nhà trắng nói thêm, các thẩm phán tòa án tối cao Mỹ ngày 1 tháng 7 đã ra quyết định với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống về quyền miễn trừ truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đó, ông Trump có quyền miễn trừ truy tố đối với các hành động công vụ nhưng không được quyền miễn trừ đối với là hành động cá nhân. Theo ông Biden thì phán quyết có nghĩa là ông Trump khó có thể bị xét xử trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 vì vai trò của ông trong việc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông Trump, người đàn ông đã đưa đám đông tới Điện Capitol, đang phải đối mặt với khả năng bị kết án hình sự vì những gì xảy ra hôm ấy. Người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời tại tòa án trước cuộc bầu cử sắp tới, nhưng với phán quyết hôm nay, điều đó rất khó xảy ra. Ông Biden đề cập đến vụ việc xảy ra vào năm 2020 khi ông Trump bị cáo buộc xúi giục người ủng hộ xông vào Nhà Quốc Hội ngăn công nhận kết quả bầu cử. Ông Trump, 78 tuổi, là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, đồng thời là cựu tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự. Nga dội hỏa lực xuống căn cứ, phá hủy 5 tiêm kích Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 2 tháng 7 cho biết, họ đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine và làm hư hại thêm hai phi cơ khác khi tấn công vào căn cứ Mihorod ở vùng Potava của Ukraine bằng tên lửa Iskander-M. Phía Moscow đã công bố đoạn video ghi lại vụ tấn công cho thấy khói và lửa bốc lên từ một sân bay. Bộ này cho biết, kết quả cuộc tấn công của Nga là 5 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-27 đang hoạt động đã bị phá hủy và hai chiếc bị hư hại. Nga đang tăng cường nhắm mục tiêu vào các sân bay của Ukraine ngay khi Kyiv chuẩn bị tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất. Theo Warren, Căn cứ bị tấn công nằm ở miền trung Ukraine, cách tiên tuyến khoảng 160 km. Nga đã khóa mục tiêu tấn công bằng cách sử dụng UAV trinh sát, theo dõi các vũ khí trong căn cứ. Sau đó, Nga phóng tên lửa Iskander với đầu đạn chùm. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuzi Inat đã xác nhận về vụ tấn công. Ông Inat viết trên Facebook rằng, đó là một cuộc chiến và thật không may là có sự mất mát về công nghệ. Vụ tấn công xảy ra ngay tại đó lực lượng không quân đang làm mọi thứ có thể để chống lại đối thủ. Tuy nhiên, ông không bình luận về thông tin mà Nga đã công bố về thiệt hại của đối thủ. Các kênh Telegram của Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công và bày tỏ lo ngại khi Ukraine để UAV lạc vãng thời gian dài ở Migorod. Serhiy Sternenko, một nhân vật quan trọng trong nỗ lực phát triển và sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, phàn nàn trên kênh Telegram của mình rằng, đã có thông tin trước về sự hiện diện của UAV Nga trên không, tuy nhiên không có biện pháp thích hợp nào được thực hiện, bắt đầu bằng sự sơ suất, theo đó là việc thiếu nơi trú ẩn cho các máy bay. Ông nói thêm, đã có ít nhất hai cuộc tấn công tương tự nhằm vào sân bay bằng UAV chính sát trong hai tuần qua. Kênh Telegram của Lữ đoàn Tấn công Sofa Ukraine cũng chia sẻ về sự thất vọng về phòng không của phía Kyiv. Lữ đoàn Tấn công Sofa cho biết, trong gần 3 giờ, một chiếc ô lan 10 bay lượn trên thành phố với độ cao khoảng 5 km nhằm tìm tọa độ tấn công cho các tên lửa. Iskander là một trong những vũ khí tấn công dẫn đường chính xác có giá trị nhất của Nga. Loại vũ khí này đang được sử dụng để tấn công phản ứng nhanh nhằm vào chính xác những mục tiêu nhạy cảm của đối phương. Kiếp điều khiển tên lửa này sẽ nhận tín hiệu từ UAV và nhằm mục tiêu chính xác gây hàng loạt thiệt hại lớn cho đối thủ. Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500 km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy cả công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander M có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường, nên rất khó đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Ukraine điều hơn 3.000 tú nhân ra tiền tuyến Kyiv xác nhận đã sử dụng cả tù nhân để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiên tuyến trong bối cảnh Nga tiếp tục củng cố lực lượng ở miền đông Ukraine. Theo báo Guardian, Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Olena Vysotska tiết lộ với báo chí rằng hơn 3.000 tù nhân đã được ân xá và phân công vào các đơn vị quân đội sau khi việc tuyển dụng như vậy trở thành hợp pháp nhờ luật huy động quân gây tranh cãi được Quốc hội nước này thông qua vào tháng trước. Phóng viên đã đến thăm một trại giam ở vùng nông thôn phía đông nam Ukraine, nơi một số tù nhân nhận đề nghị có cơ hội được ân xá để đổi lấy việc phục vụ ở tiền tuyến. Các bạn có thể chấm dứt chuyện này và bắt đầu một cuộc sống mới. Một nhà tuyển dụng là thành viên của một tiểu đoàn xung kích tình nguyện nói với các tù nhân ukraine không công bố chi tiết về số lượng triển khai quân hai số thương vong nhưng các chỉ huy tiền tuyến công khai thừa nhận họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một trong những nhà lãnh đạo thân Nga nhất ở châu Âu, dự kiến sẽ tới Kyiv hôm 2 tháng 7 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Orbán tới láng giềng kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hồi cuối tháng 2 năm 2022 và vào thời điểm Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu-EU. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Sinzatot đã thực hiện ít nhất 5 chuyến công du tới Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát. Chính quyền của ông Orbán đã nhiều lần đặt câu hỏi về sự cần thiết phải hỗ trợ quân sự cho Kyiv và thay vào đó kêu gọi ngừng bắn. Hungary cũng thường xuyên cản trở các quyết định của EU về Ukraine. Tuần trước, các chính phủ EU đã bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary để nhất trí sử dụng 1,4 tỷ euro lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga nhằm tài trợ cho việc chuyển giao vũ khí cùng các trợ giúp khác cho Ukraine. Quốc gia NATO lên giấy cót cho kịch bản Nga hành động quân sự Một chỉ huy quân sự hàng đầu Estonia tuyên bố nước này có thể chống lại một cuộc tấn công của Nga trong hai tuần trước khi có sự hỗ trợ từ NATO. Đại tá Matti Tikapu, chỉ huy một trong hai lữ đoàn quân đội của Estonia, nói với El Pai rằng Estonia, quốc gia NATO có chung đường biên giới trên đất liền với Nga, có thể chống lại một cuộc tấn công của Nga trong vài tuần. Ông Tikapu nói rằng khoảng thời gian này sẽ đủ lâu cho đến khi quân tiếp viện của đồng minh đến. Estonia với dân số chỉ khoảng 1,4 triệu người cho biết chi tiêu quốc phòng vào năm 2024 sẽ cao hơn 3% GDP vượt xa mức đóng góp của hầu hết các nước NATO trong bối cảnh mối quan hệ với Nga đang xấu đi và báo động về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tính theo tỷ lệ GDP, Estonia đã cung cấp cho Ukraine nhiều viện trợ quân sự hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đồng thời, quân đội Mỹ, Anh và Pháp hiện diện thường xuyên tại căn cứ huấn luyện của Estonia, cách biên giới với Nga khoảng 16 km. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy NATO tăng cường tiếp cận khu vực này. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Ông Tikapu nói với IRR, đài truyền hình quốc gia của Estonia rằng không thể loại trừ bất kỳ điều gì khi đề cập đến việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga. Ông nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã mang lại cho Estonia một góc nhìn sơ bộ giúp nước này chuẩn bị các ưu tiên cho lực lượng của mình. Ông cho biết máy bay không người lái và pháo binh sẽ là vũ khí trọng tâm của bất kỳ cuộc xung đột nào. Mặc dù chi tiêu quân sự tăng mạnh, nhưng lực lượng vũ trang của Estonia vẫn còn hạn chế. Quân đội nước này không có xe tăng chiến đấu chủ lực và căn cứ không quân duy nhất đang hoạt động của họ gần Tallinn, không có máy bay chiến đấu. Vào năm 2022, Bộ Quốc phòng Estonia thông báo mua 6 hệ thống pháo phản lực động cơ HIMARS do Mỹ sản xuất và sẽ được bàn giao trong năm nay. El đưa tin, một báo cáo tình báo gần đây của Estonia ước tính, Nga có kế hoạch triển khai gần 40.000 quân gần biên giới trong những năm tới. Con số này vượt xa lực lượng tại ngũ gồm 4.200 binh sĩ của Estonia. Mặc dù nước này có 40.000 quân dự bị được huấn luyện, Thủ tướng Estonia Kayakalas nói với Business Insider năm ngoái rằng Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh châu Âu hiện nay. Vào tháng 3, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ quốc phòng trị giá 228 triệu đô cho Estonia và các nước láng giềng Latvia và Latvia nhằm mục đích tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự. Vào tháng 2, các quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã nhất trí xây dựng một tuyến phòng thủ hầm trú ẩn mới dọc theo biên giới chung dài 1.600 km với Nga. Theo đó, các lực lượng dự bị sẵn sàng triển khai các hệ thống phòng thủ bổ sung như mìn và thiết bị chống tăng răng rồng trong thời gian ngắn. Estonia cũng là một phần của liên minh 6 quốc gia xây dựng bức tường máy bay không người lái để bảo vệ biên giới của họ, mặc dù có rất ít chi tiết về việc này được tiết lộ. Đến nay, Estonia và Latvia bày tỏ sự ủng hộ sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine. Estonia gia nhập NATO và Liên minh châu Âu-EU vào năm 2004, nằm ở cực bắc của ba quốc gia Baltic cùng với Latvia và Lithuania. Estonia là một phần trong tuyến phòng thủ đầu tiên của NATO ở châu Âu và đóng vai trò an ninh quan trọng đối với tổ chức này. Hiện tại, NATO có khoảng 2.000 binh sĩ, chủ yếu từ Anh và Pháp, đang đồn trú tại Estonia. Houthi tấn công dồn dập 4 tàu ở 4 vùng biển Lực lượng Houthi tuyên bố nhằm mục tiêu vào 4 tàu ở các vùng biển, trong đó có phương tiện của Mỹ, Anh và Israel. Lực lượng Houthi của Yemen hôm 1 tháng 7 thông báo đã tiến hành 4 hoạt động quân sự nhằm vào 4 tàu ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương có liên kết với Mỹ, Anh và Israel. Trong hoạt động đầu tiên, tàu MSC Unifis của Israel đã nhắm mục tiêu của biển Ả Rập. Ngoài ra, Houthi cho biết một tàu chở dầu Delinic của Mỹ cũng là mục tiêu trong hoạt động quân sự thứ hai được thực hiện ở Biển Đỏ và đây là vụ tấn công thứ hai trong tuần này. Hoạt động quân sự thứ ba nhằm vào tàu Anvilpon của Anh ở Ấn Độ Dương và hoạt động thứ tư ở địa trung hải nhằm vào một tàu mà Houthi xác định là tàu Lucky Sailor. Sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra ở dài Gaza, Houthi cảnh báo sẽ tấn công vào lãnh thổ Israel, đồng thời cấm các tàu có liên hệ với Israel đi qua vùng Biển Đỏ, eo biển Bangladesh, cho đến khi Israel ngưng chiến dịch quân sự chống lại Hamas. Kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, Houthi đã tấn công hàng chục tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, Houthi tuyên bố rằng chỉ tấn công những tàu có liên hệ nào đó với Israel. Tuy nhiên, theo báo cáo mới được cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA công bố ngày 14 tháng 6, các đợt tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ đã ảnh hưởng đến 29 công ty vận tải và 65 quốc gia, kể cả Iran. Kể từ cuối năm 2020 đến giữa tháng 2 năm nay, lượng container đi qua Biển Đỏ đã giảm khoảng 90%. Những vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi đã buộc các công ty vận tải phải chuyển hướng tàu từ lối tắt qua kênh Suez sang tuyến đường dài hơn, vòng qua châu Phi. Điều này làm gián đoạn thương mại toàn cầu khi làm chậm tiến độ giao hàng và đẩy chi phí vận chuyển lên cao hơn. Mặc dù Houthi đã công bố kế hoạch nhằm mục tiêu và các tàu có liên hệ với Israel, tuy nhiên theo báo cáo, đã có nhiều cuộc tấn công của Houthi và các tàu dân sự không hề có mối quan hệ rõ ràng với phía Israel. Ngoài ra, hàng chục quốc gia đã bị cuốn vào cuộc giao tranh, bao gồm Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Trung Quốc, Qatar và thậm chí là Iran, quốc gia được cho là hậu thuẫn cho lực lượng này. Để đáp trả các vụ tấn công của Houthi, kể từ tháng 1 năm nay, Liên minh Hải quân Mỹ Anh đóng tại khu vực đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Mỹ và Anh tích cực tổ chức các đợt tấn công trực tiếp nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Houthi ở Yemen bên cạnh đó liên minh châu Âu EU cũng cho ra đời sáng kiến phòng thủ Aspire tuy nhiên thì hầu thi vẫn nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và tàu hàng hải của Mỹ và Anh Ukraine tuyên bố phá âm mưu chiếm nhà quốc hội và đảo chính Ukraine thông báo đã ngăn chặn thành công một kế hoạch nhằm gây bất ổn trong nước và chiếm cơ quan lập pháp cơ quan an ninh Ukraine SSU tuyên bố đã bắt được một nhóm nghi phạm được cho là đang lên kế hoạch kích động tình trạng bất ổn ở Kyiv, lật đổ quyền lực và chiếm nhà quốc hội. Theo thông báo ngày 1 tháng 7 của SSU, một nhóm nghi phạm chưa xác định số lượng thành viên bị cáo buộc âm mưu gây bạo loạn ở thủ đô Ukraine sau ngày hiến pháp 28 tháng 6. Theo SSU, âm mưu gây bất ổn đã được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 6 dưới hình thức vị trì, nghĩa là Hội đồng Nhân dân ở trung tâm Kyiv. SSU cho hay các tài liệu cho thấy nhóm này được lãnh đạo bởi một người đông sáng lập của một tổ chức phi chính phủ khét tiếng từ năm 2015 với các hoạt động chống Ukraine. Dưới chiêu bài tổ chức Vichy, các nghi phạm đã lên kế hoạch tuyên bố loại bỏ quyền lực của giới lãnh đạo chính trị và quân sự hiện tại của Ukraine. Ngoài ra, thì mục tiêu của kế hoạch là giành quyền kiểm soát nhà quốc hội và ngăn chặn hoạt động của cơ quan lập pháp Ukraine. Thông báo viết. Để thực hiện kế hoạch thì các nghi phạm đã liên hệ với đại diện của các tổ chức phi chính phủ từ Kyiv, Dnipro và các khu vực khác thông qua nhiều ứng dụng nhắn tin khác nhau. Khi gặp nhau, họ thường tới dưới dạng nhóm nhỏ ba người. Theo SSU, để tập hợp người dân tham gia vật trì, các nghi phạm đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tụ họp yên bình ở trung tâm Kyiv. Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia sự kiện này đều không biết ý định thực sự đằng sau cuộc họp là nhằm gây rối. Các nghi phạm đã lên kế hoạch truyền bá thông tin về tình trạng bất ổn ở Kyiv thông qua truyền thông trong và ngoài nước. Họ hy vọng rằng sẽ gây bất ổn chính trị xã hội. SSU nói cho rằng kế hoạch này sẽ có lợi cho Nga. Nga chưa bình luận về thông tin này. Ukraine cho biết một số trang tin trong nước và nước ngoài đã sẵn sàng đăng tải các thông tin bất lợi cho phía Kyiv nhưng không nêu tên cụ thể. SSU tuyên bố đã phát hiện âm mưu của các nghi phạm, nắm được các hoạt động gây bất ổn và bắt giữ được những người cầm đầu. Khi khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng thực thi pháp luật đã tìm thấy vũ khí, đạn dược, điện thoại di động, thiết bị máy tính và giấy tờ cũng như bằng chứng về hành vi phạm tội những nghi phạm bị bắt giữ, bị cáo buộc vi phạm các điều 109.1, 109.2, 109.3 của Bộ Luật Hình sự Ukraine liên quan tới các hành động và kêu gọi hành động bạo lực nhằm lật đổ trật tự hiến pháp hoặc chiếm đoạt quyền lực nhà nước. SSU kết luận, cuộc điều tra sẽ tiếp tục xác định tất cả các tình tiết phạm tội và đưa những người chịu trách nhiệm ra chưa công lý. Thủ phạm có thể đối mặt với án tù 10 năm và bị tịch thu tài sản. Nga tuyên bố không đàm phán công thức hòa bình của Ukraine. Nga coi công thức hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra không phải là khởi đầu cho bất kỳ cuộc hòa đàm nào, và Moscow thậm chí không hề thảo luận về công thức đó. Chúng tôi thậm chí không bàn luận đến việc giải quyết vấn đề dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia ngày 1 tháng 7 tuyên bố, nhà ngoại giao Nga cho biết, Moscow không coi công thức hòa bình mà Ukraine đưa ra là khởi đầu cho bất cứ cuộc hòa đàm nào giữa Nga và Ukraine. Ông Nebenzia cũng bác tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có khả năng chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Cuộc khủng hoảng Ukraine không thể giải quyết trong một ngày. Ông Nebenzia nhấn mạnh, Điện Kremlin nói rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine do chính quyền tiềm năng của ông Trump đưa ra sẽ phải phản ánh thực tế thật sự nga cũng nêu rõ nước này luôn để ngỏ đàm phán để chấm dứt xung đột với ukraine ông trump ứng viên tổng thống sáng giá của đảng cộng hòa mỹ nhiều lần khẳng định có thể giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông tái đắc cử vào cuối năm nay. Ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống và trước khi bước vào phòng bầu dục, tôi sẽ giải quyết xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Philadelphia, Pennsylvania ngày 22 tháng 6. Ông cũng cam kết sẽ ngăn chặn Thế chiến thứ ba nếu trở lại Nhà Trắng. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump Stephen Cheung, cũng nói với Reuters rằng cựu Tổng thống Trump là chính khách và là nhà đàm phán hiệu quả nhất trong lịch sử. Ông ấy sẽ giải quyết xung đột này khi đắc cử. Ông Trump không nêu cụ thể kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng ông cho biết sẽ gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán. Một số nguồn tin tiết lộ, Ông Trump được cho là sẽ bộ Ukraine đưa ra những nhượng bộ nhất định về lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga, điều mà Kyiv luôn bác bỏ. Nếu ý tưởng là từ bỏ lãnh thổ của chúng tôi, thì đó là một ý tưởng tồi. Điều này sẽ không góp phần vào hòa bình ở Ukraine hoặc giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phủ nhận về phần minh Trong cuộc tranh luận trực tiếp với Tổng thống Joe Biden tuần trước, thì ông Trump cho biết Ông không coi đề xuất hòa bình Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra mới đây là chấp nhận được. Theo đề xuất này, Nga đề nghị Ukraine công nhận bán đảo Krum, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Quan chức Mỹ tuyên bố, Ukraine nên được cho phép tấn công các mục tiêu quân sự hợp lệ trong lãnh thổ của Nga. Đến thăm kỹ với tư cách là thành viên của phái đoàn lưỡng đảng, gồm các thành viên Quốc hội Mỹ hôm 1 tháng 7, Mike Turner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ và là nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Ohio, cho biết quan điểm của ông về các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga rộng hơn quan điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông Turner nói, tôi tin rằng Ukraine phải có khả năng sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự hợp lệ. Quan điểm của tôi giống với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ông Turner nói thêm, đề cập đến bình luận của ông Stoltenberg hồi tháng 6, rằng việc hạn chế khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu ở Nga là yêu cầu họ tự vệ bằng một tay bị trói sau lưng. Ông Turner cũng nhấn mạnh thực tế rằng sản xuất vũ khí của Nga ước tính cao hơn nhiều so với phương Tây. Bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu sản lượng công nghiệp và quân sự của Nga, Moscow đã tăng đầu tư vào sản xuất vũ khí, phân bổ một phần kỷ lục trong ngân sách liên bang năm 2024 cho nhu cầu quân sự. Đây là một bài toán và tôi nghĩ cần phải có khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề này. Quan chức Mỹ cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7 tháng 6 tuyên bố Moscow đã tăng sản lượng đạn lên hơn 20 lần. Vài tuần sau đó, ông kêu gọi Nga tiếp tục sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga giáp biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine. Washington được cho là giới hạn loại vũ khí mà Kyiv có thể dùng, trong đó có pháo phản lực độc cơ HIMARS. Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kyiv sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Yehor Chenev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo tại Quốc hội Ukraine cho biết, Quân đội nước này đã sử dụng tổ hợp pháo HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công cơ sở hậu cần, và tổ hợp tên lửa bên trong lãnh thổ của Nga, gần tỉnh Kharkov của Ukraine. Yeho Chenev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo tại Quốc hội Ukraine hôm 5 tháng 6 cho biết, quân đội nước này đã sử dụng tổ hợp pháo phản lực động cơ HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công cơ sở hậu cần và tổ hợp tên lửa bên trong lãnh thổ Nga gần tỉnh Kharkov của Ukraine. Tổng thống Putin cho biết Moscow không loại trừ khả năng cung cấp triển khai vũ khí cho nước ngoài tập kích các lãnh thổ đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công vào nga. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố Moscow có thể cung cấp vũ khí cho bất kỳ đối thủ nào của Mỹ, giống như những gì Mỹ đang làm với Ukraine. Ukraine có nguy cơ vỡ nợ vào tháng 8. Ukraine có thể vỡ nợ vào tháng tới nếu không đàm phán được thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ. Economist đưa tin. Vào tháng 2 năm 2022, các chủ sở hữu trái phiếu bao gồm Quỹ Đầu tư Tài chính BlackRock và PIMCO của Mỹ đã đồng ý cho Ukraine đình chỉ thanh toán nợ. Tuy nhiên, thỏa thuận đó sẽ hết hạn vào tháng 8 tới và các chủ nợ của Kyiv đang nóng lòng muốn nước này bắt đầu trả lãi cho các khoản nợ. Theo Economist, Thỏa thuận này giá trị 15% GDP hàng năm của Ukraine, có nghĩa là nếu phải thanh toán thì đây sẽ là khoản chi tiêu lớn thứ hai của Kyiv sau quốc phòng. Ukraine có một tháng để tránh vỡ nợ, Economist cho biết và nói thêm rằng Quỹ tiền tệ quốc tế IMF rất muốn đàm phán về một kế hoạch giảm nợ cho Ukraine, song khó có thể đạt được thỏa thuận như vậy trong thời gian ngắn. Cuộc xung đột với Nga đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Ukraine, Kinh tế nước này đã suy giảm 1 phần tư kể từ khi chiến sự bùng nổ. Economist lưu ý, tỷ lệ nợ trên GDP của Kyiv sẽ đạt mức 94% vào cuối năm nay, bất chấp sự ủng hộ đáng kể của phương Tây. Phương Tây đã viện trợ hàng chục tỷ đô cho Ukraine, song phần lớn là viện trợ vũ khí, quân sự thay vì tiền mặt. Tháng trước, chính phủ Ukraine đã không đạt được thỏa thuận với một nhóm đầu tư nước ngoài về việc tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu 20 tỷ đô. Kyiv đã kêu gọi các chủ sở hữu trái phiếu chấp nhận giảm nợ mạnh trong khi cố gắng đáp ứng yêu cầu của IMF trong việc tái cơ cấu và duy trì khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Ukraine tìm cách giảm 60% số nợ, trong khi các chủ nợ cho rằng 22% là hợp lý hơn. Nếu không đạt được thỏa thuận tái cơ cấu mới, Ukraine sẽ vỡ nợ. Điều này sẽ làm tổn hại đến xếp hạng tín dụng của quốc gia và làm phức tạp khả năng vay vốn trong tương lai. Theo Economist, Kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là gia hạn thời gian đóng băng thanh toán nợ đến năm 2027 hoặc tuyên bố vỡ nợ, dù bằng cách nào Ukraine sẽ không tiếp tục thanh toán cho các chủ nợ của mình. Quá trình tập dượt có thể gây thảm họa tranh luận cho ông Biden. Đội ngũ cố vấn đã liên tục tập dượt cho ông Biden nhiều ngày trước cuộc tranh luận với Trump, nhưng điều này có thể đã khiến cho Tổng thống 81 tuổi quá tải và vấp váp. Quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong mùa bầu cử năm nay của tổng thống Joe Biden trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump ngày 27 tháng 6 diễn ra tốt đẹp. Trong suốt một tuần trước cuộc tranh luận, ông Biden đã cùng hơn chục trợ lý nhóm họp tại trại David để lên kịch bản soạn thảo các điểm tranh luận chính và tập dượt cho sự kiện quan trọng này. Nhóm trợ lý của ông Biden dưới sự dẫn dắt của Ron Klein, chuyên gia tranh luận lâu năm của các ứng viên đảng Dân Chủ, vài năm qua đã phát triển một mô hình để chuẩn bị cho các cuộc tranh luận tổng thống một trợ lý được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho từng lĩnh vực cụ thể như an ninh biên giới hay kinh tế sau đó tham gia các phiên thảo luận tập trung vào chủ đề đó ông biden thường gặp jin klein và một nhóm trợ lý để trao đổi về câu hỏi đôi khi viết câu trả lời yêu thích của ông lên các tờ ghi chú Cuối cùng, ông Biden sẽ tham gia phiên tranh luận thử được thiết kế giống với sự kiện thực tế có thể. Tại trại David, những cuộc tranh luận tập dượt này diễn ra trong phòng chiếu phim hoặc nhà kho máy bay, được bài trí giống với sân khấu tranh luận của CNN. Luật sư riêng Bob đóng vai ông Trump để tranh luận cùng ông Biden. Quan chức chiến dịch tranh cử cho biết nhiều phiên tranh luận tập dượt đã được tổ chức vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, kể cả ban đêm trong các buổi tập dượt như vậy tổng thống biden cũng thường phát biểu ngập ngừng ông đôi khi nhầm lẫn số liệu và thông tin nhưng các trợ lý hầu như không thể tìm ra cách khắc phục phát biểu thiếu trôi chảy hoặc giúp ông biden trông trẻ hơn khi ông biden lên trực thăng mariwan rời trại david đến thành phố atlanta bang georgia tham dự buổi tranh luận các trợ lý đã tìm cách trấn an đồng minh đang lo lắng họ nói tổng thống đã chuẩn bị kỹ và sẽ thực hiện tốt Xong, màn tranh luận thực tế của Tổng thống Biden khiến họ hoang mang. Ngay khi cuộc tranh luận bắt đầu, các cố vấn hàng đầu của ông Biden ngồi ở phòng chờ ở trường quay của CNN lập tức biết rằng Tổng thống có khởi đầu khó khăn, vấp váp trong câu trả lời về kinh tế và khép lại câu hỏi về nợ quốc gia bằng câu nói hớ hênh rằng Cuối cùng chúng tôi đã đánh bại Medicare, chương trình bảo hiểm y tế quốc gia của Mỹ. Trump lập tức nắm lấy cơ hội phản công. Ông ấy nói đúng, Ông ấy đã đánh bại Medicaid, bảo hiểm cho người thu nhập thấp. Ông ấy đã đánh chết nó và hủy hoại Medicare. Nhiều người quen biết với Tổng thống Biden cho biết họ chưa từng thấy ông có màn trình diễn gây thất vọng như vậy. Ông Biden vốn là người giàu kinh nghiệm tranh luận, bởi ông có nhiều năm làm thượng nghị sĩ, ứng viên phó Tổng thống và Tổng thống. Họ không hiểu tại sao ông có thể đưa ra câu trả lời hớ hênh và hoàn toàn khác so với những gì mà họ đã dành hơn tuần để chuẩn bị. Không chỉ nói vấp và tỏ ra mất tập trung, trong 90 phút tranh luận, Tổng thống Biden còn phát biểu với giọng yếu ớt, khan, một số thông tin bị lẫn lộn và không rõ ý. Đội ngũ của ông Biden đã tìm cách chữa cháy khi nói với phóng viên rằng Tổng thống bị cảm lạnh và đào họng, khiến giọng của ông nghe yếu và khan màn tranh luận của ông Biden đã gây chấn động đảng Dân Chủ, khiến nhiều người phải gọi ông rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong 48 giờ sau cuộc tranh luận, quan chức chiến dịch tranh cử của ông Biden đã cố tìm cách chân an những người ủng hộ và tài trợ. Họ nói rằng đó chỉ là một đêm tồi tệ và cam kết Tổng thống sẽ tiếp tục cuộc đua. Họ lập đợt rằng ông Biden nên được đánh giá thông qua thành tựu của hơn 3 năm nắm quyền, thay vì 90 phút trên sân khấu tranh luận. Tuy nhiên, Tổng thống Biden sẽ có một cuộc tranh luận khác với ông Trump vào tháng 9. Và các trợ lý của ông đang phải xem xét kỹ lưỡng lại quá trình chuẩn bị cho Tổng thống tuần trước để rút kinh nghiệm từ buổi tối thảm họa. Trong cuộc gặp ở trại David cuối tuần trước, các nguồn tin cho hay, một số thành viên trong gia đình ông Biden đã chỉ trích cay gắt nhóm cố vấn, chỉ ra rằng họ đã không giúp Tổng thống quyết liệt hơn trong các đòn công kích, khiến ông tập trung quá nhiều vào bảo vệ thành tựu của mình thay vì vạch ra tầm nhìn về nhiệm kỳ thứ hai. Một số quan chức của ông Biden cũng cho rằng Tổng thống 81 tuổi đã bị quá tải sau nhiều ngày làm việc căng thẳng để tập dượt mà không được nghỉ ngơi hợp lý. Những người khác than phiên rằng quá nhiều trợ lý tham gia quá trình chuẩn bị. Lưu ý rằng Nhà Trắng đã cử 18 người cùng tới chạy David với ông Biden, dù không phải ai cũng thực sự cần thiết cho quá trình chuẩn bị tranh luận. Trợ lý và đồng minh của ông Biden suốt nhiều tháng qua lo lắng về việc liệu tổng thống có nên tham gia cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump theo hình thức truyền thống hay không. Một số cho rằng ông không nên tham gia vì sợ không thể thực hiện tốt và bị ông Trump áp đảo. Điều này thực sự đã xảy ra vào tuần trước. Song nhiều người lo ngại từ chối tranh luận sẽ khiến ông Biden trông yếu đuối trước đối thủ. Họ tự tin rằng ông sẽ có màn thể hiện tốt hơn như khi đọc thông điệp liên bang. Chiến dịch của ông Biden cuối cùng đã đồng ý tham gia hai cuộc tranh luận, khẳng định sự kiện sẽ diễn ra theo một số quy tắc như không có khán giả trong trường quay và mic của ứng viên sẽ bị tắt khi chưa tới lượt phát biểu. Một số đồng minh cho rằng chính các quy tắc đó đã giúp ông Trump kiềm chế thói quen ngắt lời đối thủ, điều mà nhiều người theo dõi không thích trong các cuộc tranh luận trước đây. Đội ngũ của ông Biden cũng yêu cầu tổ chức cuộc tranh luận sớm hơn so với thường lệ, với hy vọng phần thể hiện mạnh mẽ sẽ thúc đẩy chiến dịch tranh cử của Tổng thống. Tuy nhiên, thay vì tạo đà cho chiến dịch, sự kiện đã phản tác dụng. Trong khi các trợ lý chạy đua chấn an nhà tài trợ, ông Biden cũng thừa nhận bản thân làm chưa tốt và tìm cách xoa dịu cử chỉ. Tôi không còn đi lại dễ dàng, nói năng trôi chảy hay tranh luận tốt như trước, nhưng tôi biết cách để nói sự thật. Ông Biden cho hay. Tại sự kiện vận động gây quỹ ngày 28 tháng 6, đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng nói với các nhà tài trợ rằng chồng bà thừa nhận mọi chuyện không ổn. Dù nhiều mũi dùi đang chĩa vào nhóm cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden, nhiều thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông cho rằng việc đổ hết trách nhiệm cho Klein và nhóm trợ lý dưới quyền là không công bằng. Các trợ lý của Tổng thống đã ở bên ông ấy nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ. Cùng ông ấy trải qua những chiến thắng và cả những thách thức, ông ấy vẫn duy trì niềm tin mạnh mẽ vào họ. Kevin Munoz, phát ngôn viên chiến dịch của ông Biden nói, Tổng thống Biden đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy ông ủng hộ lời kêu gọi sa thải hoặc trừng phạt nhóm cố vấn đã giúp ông chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Thay vào đó, ông cam kết về nỗ lực trở lại tốt hơn. Tôi hiểu đã có nhiều lo ngại sau cuộc tranh luận. Tôi hiểu điều đó và biết mình đã không có một đêm tuyệt vời nhưng tôi sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn. Tổng thống Biden nói tại buổi gây quỹ ở Red Bank, New Jersey tối 29 tháng 6. Bản tin hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Xin chào.